Em thì trải qua hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên thì từ học sinh, sinh viên cũng kéo dài được 4 năm. Cũng có quyết định đến hôn nhân, nhưng mà sau khi đó thì bạn nam nói là nhường cho chị gái cưới trước. Rồi em không có chịu, rồi cũng chia tay. Em tên là Huyền, năm nay 29 tuổi. Em đến từ thành phố Huyền, Vũng Tàu. Hiện tại là em đang làm nhân viên kinh doanh của bên công ty bất động sản Futureland ở Vũng Tàu. Tên là gì? Dạ, em tên Huyền ạ. Huyền là Huyền mắt Huyền đó hả? Dạ. Dấu Huyền đó anh. À, dấu Huyền. Còn em trai? Tên là Dương Ngọc Hiền, năm nay 30 tuổi. Đang công tác tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, phụ trách mảng văn thư. Văn thư? Dạ, văn thư. Em tên là Hiền. Dạ, em tên Hiền. Quê ở đâu? Dạ, quê em đang là ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn, là thành phố Bà Rịa. Nhưng mà làm việc ở đâu? Dạ, làm việc ở xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa luôn ạ. À, vậy là hai bạn cùng Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Dạ. Chúc mừng nha. Bên là gái, cho chúng tôi biết được về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em là rất dễ là hòa đồng, là vui tính, rất là yêu thương là trẻ em. Nhược điểm của em là em rất là nóng tính, hơi khô khan á, không thích lãng mạn nhiều. Tặng hoa hay gì là em cũng không có thích. Kỳ vậy ta. Ví dụ tới ngày gì đó rồi bạn trai tặng quà em cũng không thích luôn. Dạ thì vẫn nhận, nhưng mà cái sự vui thích trong lòng thì không như người ta được. Cuối cùng em thích gì? Em thích gì? Dạ thì sở thích của em thì đi chơi hoặc du lịch. À, xin mời đàn trai, mời Hiền. Dạ, ưu điểm của em thì không có nhiều lắm đâu. Chỉ thích ca hát gì đó nghêu ngao vậy thôi. Nghêu ngao. Còn về khuyết điểm thì chắc có lại nhiều. Do yếu tố công việc rồi cũng lười vận động, nên thành ra là thân hình nó cũng hơi nặng ký chút xíu. Có tật xấu gì không? Mình nói cho bên kia biết luôn đi. Cũng không có nhiều đâu. Chỉ có là em hay ngủ ngáy, hay thích chọc phá chút xíu. Chọc là tức quá hả? Dạ, mày thấy bên kia nóng em sợ quá. Bên đàn gái đường tình duyên sao? Dạ, em thì trải qua hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên thì từ học sinh, sinh viên cũng kéo dài được 4 năm. Do yêu xa quá nên là em quyết định chia tay. Em vào trong này thì cũng được mai mối cho một bạn nam thì cũng quen được 2 năm. Cũng có quyết định đến hôn nhân, nhưng mà sau khi đó thì bạn nam nói là nhường cho chị gái cưới trước. Cãi qua cái lại rồi em không có chịu, rồi cũng chia tay. Tại sao em không chịu? Em hỏi lý do là tại sao lại phải nhường cho chị gái cưới trước thì anh nói là mời nhiều quá nhà anh ấy ngại. Qua tháng sau thì anh ấy cũng đi cưới cô khác luôn. Anh cưới trước chị anh luôn? Em nghe đâu là chị thì không muốn cưới. À, và sau đó ảnh cũng cưới mà cưới người khác. Dạ. Đó là đường tình duyên của Huyền. Con Hiền? Em thì trải qua cũng được khoảng 2-3 mối tình, nhưng mà chính thức thì chỉ có từ thời sinh viên. Cô bé này thì ở đối diện phòng trọ. Nói chung là cũng tình yêu chớp nhoáng thôi. Rồi, bao lâu? 6 tháng hơn. 6 tháng hả? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ, yêu xa đó, em cũng hơi ngại á. Cộng thêm mình khô khan quá, mình không có thể hiện được tình cảm á. Tình cảm của em cũng chưa có gì sâu đậm hết á. Dạ. Hôm nay em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì con người sống rất là bình thường. Thì sống chung với mẹ nữa. Bố em thì mới mất hồi tháng 3. Em giờ sống với mẹ thì đi đâu thì cũng có mẹ với con. Thành ra là muốn tìm một người phụ nữ thì nói chung cũng vui vẻ để ở nhà. Nhiều khi em đi làm thì ở nhà nói chuyện với mẹ cho vui vẻ. Ngoại hình thì cũng bình thường thôi, không cần phải xuất sắc lắm đâu. Nhiều khi đi ra đường nhiều khách hàng khác nó cua cũng vậy. Nhà em giờ có một mình em thôi. Dạ, em sống chung với mẹ, còn anh và chị thì ở riêng. Ở riêng rồi. Dạ. Con Quyền? Dạ. Mẫu một người đàn ông lý tưởng của em như thế nào? À, đừng có gầy quá. Dạ, hơi mập một xíu cũng được. Suy nghĩ là chín chắn, biết quan tâm chia sẻ mọi công việc nhà, không được hút thuốc, nhậu thì cũng được, lâu lâu thì đi nhậu thì rủ em theo thì em cũng đi. Ừ. Nãy bên Hiền nói là Hiền một người khô khan. Em chia sẻ là em cũng không thích lãng mạn. Dạ, vậy thì em thấy hợp em rồi đó. Hợp, hai người khỏi tốn tiền bông hoa chứ á. Sinh nhật với hai tô cơm ngồi ăn cho nó khỏe. Khỏi làm gì chứ. Thích khô khan mà đúng không? Cũng không đến nỗi vậy đâu anh chú Yên Linh. Không, nhưng mà bên kia người ta muốn khô khan, người ta không cần hoa đâu. Cần quà. Nói chung là bới cơm ăn xong rồi em cầm tiệu, em muốn mua gì em mua. Để mà ta thích hơn. Hiểu không? Dạ, ok. Thôi, dạ. Bên kia cũng vậy. Qua em coi đàn trai được không nào? Dạ, chào chị. Tài hiền lắm à. Chào em. Dạ, em chào ở chị. Vũng Tàu hả? Dạ, em ở thành phố Bà Rịa chị. Em làm văn thư hả? Dạ, em làm công tác văn thư. Sao mặc đồ ngầu quá gì? Ngày xưa em thì thường thường là tính nó lụm thượm lắm. Đi đâu thì cũng mặc đồ giống như là như ông già. Đi cà phê với bạn rồi cái có một đứa bé vô số vô nó mời. Bạn của em nó mời anh vô số.
em mà chuyển qua mời chú mấy số, tụ cảm xúc mình phải thay đổi cho nó trẻ, mặc về cho nó trẻ đúng không? Từ đó là thay đổi luôn phong cách đúng không? Dạ. Đúng rồi, trời ơi, mình phải mặc đúng lứa tuổi mình, nó mặc gì đẹp quá trời. Nó kêu anh thì vui mà kêu chú tụ cảm xúc á. Vậy nãy vô nó kêu bằng chú á chưa? Xin chú chào chú Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Dạ, tại con thích chú Quyền Linh từ lâu lắm rồi, từ cái thời phim Giao Thời đến giờ là nên thành ra hôm nay lên gặp chú con rất là vui, nhưng mà nhiều khi muốn kêu anh nhưng mà thấy mình thần tượng mình mà kêu anh kỳ quá. Dạ. Sao kêu anh chú bác gì cũng sao, không quan trọng đâu. Dạ. Hả? Chú là vô tư đi, kêu gì cũng được. Em không thích điểm nào ở phụ nữ? Em thì thích người phụ nữ thì nên lo cho gia đình và công việc nhiều hơn, còn tính tình thì cứ vui vẻ là được. Nếu mà hôm nay cảm thấy hợp nhau thì bao lâu có thể tiến tới hôn nhân được? Hôm nay thì nếu từ hồi đây mà tới lớp quen nhau và tìm hiểu nhau ok được thì có thể ra Tết, có thể ra Duyên. Ra Duyên là anh cưới em là vừa. À, dạ. Ra Duyên anh cưới em. Để qua coi đàn gái sao nha. Ở Bà Rịa luôn là hợp rồi. Đám cưới chắc rước dâu nó cũng gần gần nha. Ồ, chào em gái. Dạ. Bà Rịa là chỗ nào? Dạ, em ở Vũng Tàu. Làm việc ở Bà Rịa. Dạ. Anh ở Bà Rịa thì như là ở Hà Long đúng không anh? Thành phố Bà Rịa luôn. Quê là ở Hòa Long. À, mình là thành phố Bà Rịa nhưng mà anh ở khúc nào? Em ở làm ở khúc Memory á. À, nhà mình ở đối diện Ủy ban phường Phước Nguyên á. À, thì gần ngay chỗ quán bún bắp bò. Hỏi vòng vòng lòi ra bà con là mệt lắm nha. Em ghét nhất cái tật xấu của đàn ông là gì? Dạ là hút thuốc á. Hút thuốc có không? Dạ không, em chỉ em có chút chút ghét gì nữa không? Nói nhiều với lại lăng nhăng. Nói nhiều hả? Nói nhiều thì chắc cũng có, nhưng mà đối với bạn bè thì nhiều thôi. Còn nếu mà em nói chuyện với phụ nữ em nhát lắm. Không, đây nó nói ít lắm đâu mà nhát lắm. Em thích mẫu hình lý tưởng thế nào? Bự con hay nhỏ con? Mẫu hình lý tưởng của em là giống với diễn viên Vin Diesel anh. Vin Diesel. À là Fast and Furious. Cái anh mà đầu chọc kìa nhé. Cái anh mà cái bắp hả? Dạ. Đúng rồi, muscle. À, giờ em cạo đầu đi. Chắc vậy quá. Cạo láng luôn. Cạo láng cũng giống lắm mà nha. Cũng được á, đây cũng bự á. Bởi đó cũng muscle. Cũng được, cũng giống giống đó. Gặp người thân đi. Người thân rồi xong rồi mình gặp nhau nha. Em gái đi với ai? Em đi với lại các chị họ. Chị nào cũng xinh hết hả? Xin chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Hôm nay các chị đến là để ủng hộ Huyền. Thì cũng muốn chia sẻ một chút xíu về Huyền. Thì như nãy Huyền có nói thì tính cách của Huyền là một người rất là mạnh mẽ, lạc quan và lúc nào cũng cảm giác tự tin là mọi cái mình có thể làm được. Nên là bạn quên mất đi là đôi khi mình là phụ nữ thì mình cũng cần có một người để chia sẻ buồn vui và làm bạn với mình. Như những gì hai bạn chia sẻ lúc nãy thì thấy là về tính cách là khá là hợp. Ngoại hình thì nói chung là cũng như là cái mà ngoại hình mà Huyền mong muốn. Mấy chị em này có ai chưa có người yêu không? Dạ đây còn cô này. Chúc về ghi số điện thoại lại nha. Để hình lại để anh kiếm cho nha. Rồi cảm ơn em. Trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và hai anh nè. Rồi chào bác. Chào hai MC. Dạ. Rồi chào quý vị khán giả ở đây. Tôi là mẹ của em Huyền. Dạ. Bác thấy giàu tương lai Huyền được không? Nếu mà nhìn ra bên ngoài thì hai đứa cũng được. Cháu người gốc ở đâu ạ? Dạ con gốc ở Thái Bình. Cha mẹ là sao? Bố mẹ con là Thái Bình hết rồi, có mình con trong này thôi. Thật sự mà nói thì hiện tại giờ hai mẹ con thì tôi lúc nào cũng mong muốn có dâu. Để trong gia đình nó vui vẻ, đông đảo một tí. Ăn thua hai đứa nó có hợp với nhau không? Còn ở đây là gì, cậu hả? Không, anh bạn. Anh bạn hả? Anh thấy được không anh? Được. Được bấm ha? Bấm nút đi hả? Ừ, bấm nút đi. Dạ, cảm ơn mẹ của Hiền. Rồi bây giờ là do hai đứa thôi ha cô ha. Mở rào cho Hiền với Huyền gặp mặt. Cố lên nha. Lấy hết sức bình sinh. Bắt đầu tập trung. Anh trước giờ cũng chưa tặng quà phụ nữ nhiều lắm nên thành ra cũng đi dạo hết 2 ngày để tìm được. Em mong em sẽ thích. Dạ em cảm ơn. Em cũng muốn quà tặng anh. Dạ cảm ơn em rất nhiều. Mở ra. 2 ngày mua được gì vậy? Theo một số ý kiến của những người quen thì em ra mua đại cái áo. Cái gì? Cái áo mặc. Áo mặc bình thường giống vậy. Dạ. Vậy mở ra. Mở ra coi size gì. Rủ mua size bự quá. Mặc được là mới hay nè. Nếu mà mặc vừa mới hợp nè. Ê, phụ cho. Dạ. Đầu khác ướm ướm vô coi sao. Thử coi. Cảm ơn anh nha. Đâu khác quá, vô thử ướm ướm. Dạ, thử vừa rồi anh. Quá vừa luôn. Dễ thương quá. Con này tặng cái quần là gì? Ý Dạ. Cái này gì mở luôn đi. Dạ.
Dạ em tặng cái khăn á. Dạ. Khoác đi em gái, khoác vô cho anh đi. Hy vọng là sẽ mang đến sự ấm áp cho anh. À, cảm ơn em rất nhiều. Nhẹ nhẹ con nó thở không nổi đó. Trời ơi. Trời ơi. Đang tưởng đâu ở châu Âu gì. sao hôm nay trời nó lạnh quá. Đừng có nói tôi thích đi châu Âu nha. Thì cảm nhận của anh thì em thế nào? Em rất là dễ thương, xinh đẹp. Còn em thấy anh như thế nào? À, anh thì cũng to cao đó, đủ cho chở đây cho em. Dạ. Thì dạ. em run quá. Hôm nay thật sự em rất là run. Khi đi làm về thì em có đi đâu chơi hay là cà phê gì không? Dạ em cũng ít đi chơi lắm, thì ban ngày em đi làm về đến nhà đã 6 giờ rồi. Ngày xưa thì còn hay đi cà phê rồi nhậu nhẹt với các anh các bạn, còn từ khi bố mất thì cũng hạn chế và có đi cũng về sớm để ở nhà với mẹ. Nhiều khi mẹ ở nhà lớn tuổi nên thành ra cũng ngại đi chơi nhiều. Dạ đúng rồi, anh thì có hiếu là tốt rồi. Em có hay đi du lịch đâu chơi không? Dạ em cũng thỉnh thoảng. Đừng có hỏi đi du lịch, nó nói châu Âu là mệt lắm á. Hai đứa phải có như là một cái list là mà sẽ dự kiến là khoảng bao nhiêu lâu mình sẽ đi chẳng hạn như vậy. Đi đâu? Châu Âu. Thì tôi do bạn nữ do Huyền thì, Huyền em hy vọng thích là mình sẽ có dịp mà đi du lịch trong ngày Bắc. Anh cũng đang có dự định là cuối năm nay anh sẽ đi với mẹ ra Hà Nội chơi. À, nếu được thì có thể mời em đi ra Hà Nội rồi ghé nhà em chơi cũng được. Dạ. Đúng rồi, sẵn dẫn mẹ ra ngoài đi được luôn rồi đó. Dạ. Hẹn hò sau. Dạ. Bàn đi. 6 giờ là em tăng ca hả? 5 rưỡi em tăng ca rồi. 5 rưỡi em tăng ca. Thì anh sẽ là cố gắng thì chiều thứ bảy hoặc tối chiều chủ nhật dẫn em đi ăn uống gì đó. Chứ thật sự anh cũng không biết mua quà đâu, em khỏi lo. Bạn anh thì nói chung là cũng lớn tuổi nên thành ra là nếu em không ngại anh có sẽ dẫn em đi chơi chung. Không, em không ngại, em rất là dễ hòa đồng. Mình nói rõ cái quan điểm khi mà cưới nhau á, tiền bạc ai giữ, ở chung với mẹ về làm dâu hay gì đó mình thông báo cho bên đó biết đi. Có ý bên đó làm sao? Em có thường hay nấu ăn ở nhà không? À, em cũng có nấu ăn nhưng mà chủ yếu chỉ nấu những món miền Bắc thôi. À, thì chìa khóa thì em sẽ giữ hay là vợ chồng mình cũng giữ hay như thế nào? Thì vợ chồng cũng giữ. À, thì em thích con trai hay thích con gái? Thì đẻ con nào nữa con đấy chứ còn trai gái gì nữa anh. À, anh thì lại thích hai đứa cả. Anh không thích một bên đâu. Dạ. À, anh thì thích đối nội và đối ngoại nhiều hơn. Dạ, đúng rồi. Hai đứa tìm hiểu nhau thì sang ra Tết thì em mình đến với nhau được hay không? Dạ được. Hỏi làm dâu được không? Hỏi làm dâu được không? Làm dâu đó. Chúng mình lên cứ nhắc là hỏi có làm dâu được. Cái này làm quan dâu trọng thì lắm. Em không ngại, em làm dâu được. Ừ được rồi, dạ. Bởi vì cái này rất là quan trọng. Đúng của rồi, những cô gái có mẹ ngồi dưới mà. Trước khi chúng ta tiến hành bấm nút thì bây giờ mình tặng nhau một bài hát nè. Anh thì nói chung hát cũng không hay lắm nha. Anh hỏi em rằng sau này chúng mình nếu được thành đôi, em ước mơ gì? Thật lòng mong muốn hay nói đi em. Em đừng e ấp để duyên mình được thành đôi. Xin lỗi, đừng nút lời chứ. Gái hát tặng bài đi. À, em hát thì cũng không hay đâu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đơm hương, thuyền ái qua sông nụ cười mênh mông. Bây giờ chú hỏi thiệt nha. Dạ. Nói thiệt nha, con có cảm giác rung động gì với người đối diện chưa? Có. Con thấy thích người đối diện không? Dạ thích. Con muốn người đối diện cùng đi với mình trên một con đường còn lại không? Dạ, rất mong muốn. Rất mong muốn. Em gái thì sao? Trả lời bằng nút bấm. Và bây giờ các bạn nhắm mắt lại, kiểm tra xem thực sự tim mình đã rung động chưa. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Tụi nó muốn lắm rồi. Chúc mừng Quyền và Hiền, hy vọng là sớm báo tin vui với chương trình. Đúng rồi đó, nắm tay. Tay đi. Kìa. Nhà nhà trai người vui nhà, quá kìa. Nhà trai phấn khích lắm. Này còn cần hỏi người hôn đi. Đúng rồi. Nhiều nhiều vô.